Những năm qua trên mỗi nẻo đường từ các miền quê đến thành thị, nơi nào cũng có bước chân tuổi trẻ đi qua. Màu áo xanh thanh niên đã lưu lại dấu ấn thanh xuân trong từng công trình, phần việc, góp sức xây dựng quê hương tươi đẹp. Bước vào kỷ nguyên hiện đại, tuổi trẻ đất tổ càng không ngừng cống hiến nhiệt huyết và trí tuệ của mình, nỗ lực để trở thành lực lượng tiên phong, góp sức cho sự phát triển của quê hương đất tổ Vua Hùng. Thời gian qua, thanh niên toàn tỉnh đã hăng hái triển khai kế hoạch thanh niên đất tổ năng động sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số giai đoạn 2023-2027, khẳng định rõ tinh thần tiên phong đi đầu của đoàn viên thanh niên. Tổ chức đoàn các cấp đã chủ động cụ thể hóa chuyển đổi số thành mô hình, giải pháp, công trình, phần việc của đoàn viên thanh niên, nhất là các hoạt động hỗ trợ nhân dân về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, định danh điện tử. Tổ công tác của đoàn thanh niên đến từng hộ kinh doanh để cài đặt ứng dụng nộp thuế điện tử và đã thành công. Với cái ưu việt của cái sức trẻ và cái tính sáng tạo thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là lực lượng nòng cốt và triển khai những các cái dịch vụ của thuế điện tử của chi cục thuế trong tương lai. Không chỉ ứng dụng với các hoạt động kinh doanh, chuyển đổi số còn được thể hiện ở tư duy sáng tạo, đổi mới của lực lượng thanh niên ngay trong những công việc hàng ngày. Trong làn sóng chuyển đổi số, đoàn viên thanh niên tiên phong có tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật để áp dụng vào thực tế, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Lực lượng thanh niên luôn xác định trách nhiệm của mình là nâng cao năng lực tự học, tiếp thu tri thức từ làn sóng chuyển đổi số của kỷ nguyên công nghệ mới. Để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh Phú Thọ là đẩy mạnh phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số thì phải phát huy được sức trẻ, sự năng động, nhiệt huyết, sức sáng tạo của thanh niên. Điều đó cũng có nghĩa là thanh niên phải không ngừng học hỏi, rèn luyện để hình thành và phát triển các kỹ năng làm việc trên môi trường số. Trách nhiệm của tuổi trẻ được gắn với từng quyết sách, phần việc cụ thể, tư duy hăng hái, dám nói, dám làm, dám nhận trách nhiệm đã tạo ra sự thay đổi tích cực có thể nhận thấy rõ rệt. Quyết tâm của tuổi trẻ đất tổ với khát vọng đóng góp cho quê hương xây dựng tương lai đẹp tươi hơn đã và đang sục sôi hơn bao giờ hết. Tầng lớp thanh niên đó là một cái tầng lớp mà ứng dụng và triển khai cái công nghệ ứng dụng trong cái thời kỳ nguyên chuyển đổi số rất là nhiều. Dưới sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể thì thanh niên trong tỉnh sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa để được thể hiện cái nguyện vọng, cái ước muốn, cái khát vọng của mình trong cái việc đóng góp xây dựng cho quê hương đất nước. Những chân trời mới với khát vọng được cống hiến của tuổi trẻ cho quê hương đang hiện ra rõ nét. Sự chuyển mình của dòng chảy số trong các lĩnh vực của đời sống thôi thúc tuổi trẻ càng sáng tạo hơn, nỗ lực và nhiệt huyết hơn để nắm lấy và làm chủ kỷ nguyên mới.